doorways open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains. Filios, hit your... Get it, Sad, get it, Sad. Seriously, don't mess around. Just get it. W flash hit it. No, what are you doing? Oh my god, man! What the fuck am I fighting for? What all those rumors do? Or were you trying to get a rise out of me? A rise out of me? Or oh, I don't wanna make it all about me again. But I don't Don't suck my dick, will you? The things you said. Oh.
Reset, please. No, I have to PM. Like, come on, like, who? Like, how was that in range? I feel like it's I might have to be right. You just feel you feel it. You can honestly just kick that. If I'm changing I might just kick Rakan out if she looks too hard, but you never look for like this. I'm looking mid game. Useless! Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về hai vị tướng đó chính là Lucian và Mid Fortune đã được Riot tăng sức mạnh một cách quá tay và khiến cho chúng thống trị chung kết thế giới 2021 này. Chắc hẳn anh em nào theo dõi chung kết thế giới 2021 thì cũng đã biết là cái thành tựu lớn nhất của Riot ở chung kết thế giới năm nay đó chính là cái việc không tạo ra vị tướng nào mà đến nỗi đạt tới 100% tỷ lệ cắm, thì có cao nhất là vị tướng Lee Sin với 97% mà thôi. Về sự đa dạng của meta, Riot chia sẻ có tới 62 vị tướng sở hữu ít nhất 5% tỷ lệ cấm chọn. Một con số đáng chú ý khác là có tới 92 nhân vật đã xuất hiện ít nhất một lần được lựa chọn trong đội hình. Tuy nhiên, phía Riot cũng thừa nhận rằng họ đã không làm tốt cái việc đa dạng hóa meta của xạ thủ khi để cho Lucian và Mid Fortune thống trị hoàn toàn tại chung kết thế giới 2021. Lý do nằm ở việc là hai vị tướng này đã được tăng sức mạnh ở các phiên bản 11.16 và 11.18, những phiên bản không được sử dụng tại các giải đấu mùa hè. Vì vậy mà Riot không có được thông số chính xác về sức mạnh của hai vị tướng này và để cho chúng sở hữu sức mạnh vượt trội ở chung kết thế giới 2021. Với Lucian thì việc có thêm hiệu ứng mới ở nội tại và GW đã khiến cho vị tướng này trở thành một vị tướng đường dưới cực kỳ mạnh.
Khi kết hợp với những tướng hỗ trợ như Lulu, Nami, Lucian có thể dễ dàng nắm thế chủ động và hạ gục đối thủ ở cùng đường. Còn về cái phần của Mid-Fortune thì việc sát thương tổng của chiêu Bảo Đạn được tăng lên đã vô tình khiến cho vị tướng này trở nên cực kỳ phù hợp với môi trường chuyên nghiệp. Tại chung kết thế giới 2021, nhiều đội tuyển sẵn sàng kéo nhiều người lên nửa bản đồ để giao tranh tại hang sứ giả khai đất. Rõ ràng trong số các xạ thủ thịnh hành ở thời điểm hiện tại thì chiêu Bảo Đạn của Mid-Fortune là cung cấp sát thương diện rộng lớn nhất và giúp cho các đội tuyển có thể tranh chấp mục tiêu dễ dàng hơn. Ngoài sự áp đảo của Lucian và Mid-Fortune ở đường dưới thì Riot tỏ ra đã có những quyết định cân bằng chính xác để phục vụ cho chung kết thế giới 2021 này. Ví dụ ở vị trí đi rừng, những cái tên như Talon, Quiana đã trở lại và trở thành lựa chọn hiệu quả, hay Riot cũng đã thành công trong việc đưa Yumi trở lại với đấu trường chuyên nghiệp. Có lẽ trong thời gian sắp tới thì Lucian và Mid-Fortune sẽ bị giảm sức mạnh để giảm bớt cái sự bá đạo của mình. Còn theo anh em thì anh em nghĩ sao về hai vị tướng này? Hai vị tướng này có thực sự đang mạnh ở cái thời điểm hiện tại hay không? Hãy để lại bình luận của anh em ở dưới phần comment nhé.